chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car. Tình hình dịch dã diễn biến phức tạp, các ngành nghề nghe chừng cũng dậm chân hết nhỉ. Thực tế là xe cũ bây giờ bên em cũng chậm lắm. Nếu mà các bác nào có nhu cầu đang cân đối mà có tiền mặt trong nhà, nhu cầu đi lại nhiều hay là đổi cái xe khác thì cũng mong các bác ủng hộ ở thời điểm này. Gọi là có cái vốn qua lại qua ngày chứ không thực sự là khó khăn. Hôm nay thì em chào bán các bác chiếc Toyota Camry 2.5Q màu vàng cát nhé, 2013, sản xuất Việt Nam. Đăng ký lần đầu 2013, biển tỉnh chạy được 7,2 vạn rồi. Giá em đang chào bán là 695 triệu có thương lượng. Một mức giá có lẽ là sẽ vừa ví với những bác mà ví dụ như đã đi Vios hay Altis một thời gian rồi, thì mình cũng nên cân đối lên một mẫu sedan hạng D với một cái mức giá rất là hợp lý như thế này. Lên Camry thì các bác sẽ có nhiều thứ. Cái đầu tiên là các bác đang sở hữu một trong những chiếc xe vương miện của nhà Toyota luôn, khẳng định sự thành công chắc chắn luôn. Thứ hai là các bác sẽ có hệ thống khung gầm, hệ thống treo 4 bánh độc lập, nó êm ái hơn tất cả những cái mẫu xe sedan khác trên thị trường mà các bác đã sử dụng. Đấy là những cái cũng rất là hợp lý. Cái tiếp theo mà các bác nhận được đó là những cái option và những cái tiện nghi, nó không quá nhiều nhưng mà nó rất là hữu dụng. Ví dụ như là đèn LED này, ví dụ như cảm biến góc trước, cảm biến lùi, cam lùi này, điều hòa 3 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, vô lăng chỉnh điện, đầu DVD, cam lùi. Đó là những cái chức năng có thể nói là nó rất là phù hợp và quan trọng nhất là nó hữu dụng thực tế. Còn hiện tại bây giờ ở thị trường ô tô thì với cái mức giá 695 triệu các bác cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Sẽ có những cái mẫu xe nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của các bác về những cái tiện nghi, option, cửa sổ trời, rồi đồ chơi, Apple CarPlay, Android Auto, các thứ nói chung là cũng nhiều. Thì cũng không nhất định lựa chọn một dòng xe nào cả. Tuy nhiên thì em cũng muốn chào bán chiếc xe này đến những các bác mà đã sử dụng cái mẫu xe của Toyota ở các phân khúc thấp hơn, ví dụ như Altis hay Vios. Đây là một chiếc xe rất là hợp lý để các bác chuyển đổi lên một chút lên phân khúc D để mình trải nghiệm Camry. Về chiếc xe này thì khi bán ra, bên Việt Nhật bên em cam kết với các bác luôn là không đâm đụng, không gặp nước, không bổ máy. Km con này và lịch sử bảo dưỡng rất là rõ ràng đầy đủ luôn. Các bác yên tâm hoàn toàn sử dụng nhé. Xe có lỗi đâm đụng hay như thế nào, check các bác check thoải mái, bất kỳ gara nào các bác thích. Và nếu như phát hiện cái gì thì tặng xe các bác luôn. Đó. Ở chiếc xe này thì mời các bác ngó qua một chút tổng thể. Nó có cái màu ngoại thất, nó gọi là cái màu vàng cát nhé. Còn cái mã màu thực tế mà anh em kỹ thuật hay gọi thì nó là màu nâu vàng. Đây là những cái màu sắc mà nó rất hợp với các bác nào mệnh thổ. Các bác sẽ có một chiếc xe màu bản mệnh của mình và nó cũng rất là sang màu. Màu thực tế thì nó sẽ gần giống như chiếc iPhone của các bác. Đấy. Ở mặt trước này thì đây là một chiếc xe phải nói là nó khá đứng tuổi xe luôn, và cũng phong cách của nó cũng rất là lịch lãm, nên là các bác khó tìm những cái đường nét nó cắt, nó uốn lượn hay gì cả, và mọi thứ nó rất là vuông vức, nó đều, nó bằng. Đấy. Mặt ca lăng nhá, sáng bóng luôn. Đèn này thì các bác có đèn halogen, có đèn bi projector, đèn gầm các bác cũng có đủ này. Cảm biến góc trước cũng có hết rồi. Đấy. Thì cơ bản là ổn. Động cơ 2.5 nhá, máy dual VTTI, rất là bốc và tiết kiệm nhiên liệu. Ở bên hông thì các bác sẽ có một bộ lốp. Lốp này thì hiện tại là sử dụng lốp mít, và cả cái dàn lốp này cũng là dàn lốp thay mới luôn. Mới thay cuối năm 2020 thôi, nên là các bác có thể chạy thêm được khoảng tầm 3-4 vạn nữa, cho đến tầm 10 vạn các bác thay thêm một dàn lốp khác là quá ngon luôn. Gương chiếu hậu chỉnh điện cụp điện này, xi nhan trên gương có tích hợp báo rẽ, có cụp tự động nhá, và là tự động điều chỉnh khi mà mình lùi. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome, vè che mưa, các thứ là trang bị đầy đủ hết rồi. Các bác ngó qua một chút về phần cốp thì ở thời điểm 2013 thì có lẽ đây là một trong những cái thiết kế đẹp nhất ở trong cái phân khúc D luôn. Các bác thấy không? Rất là lịch lãm và sang trọng luôn. Tiện nghi cũng không thiếu nhá. Cảm biến góc, cảm biến lùi, cam lùi các bác sẽ có đủ hết. Đây. Phần cốp thì rất rộng nhá. Bác để đồ đạc các thứ thoải mái luôn. Lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa, tất cả còn nguyên bản theo xe hết. Cái dàn lốp này, cái lốp dự phòng này vẫn là cái lốp zin từ mới theo xe luôn nhé, tuần thứ 50 của năm 2012 đấy. Rất đẹp. Camry các bác hay thấy xe đi màu đen nhỉ, màu vàng này cũng là những cái màu rất là nổi bật. Đây, khoang không gian nội thất cũng như hàng ghế thứ hai của Camry thì về cơ bản là mình chẳng chê được gì cả. Nội thất ốp gỗ hết nhá, bọc da rất là xịn, ghế thì ôm người, độ ngả thoải mái. Điều hòa 3 vùng độc lập luôn cho các bác. Đây,
Trên này các bác còn có một cái bảng điều chỉnh nữa, ví dụ như hoàn toàn ghế này là mình điều chỉnh điện được hết này, rồi là rèm che nắng phía sau chỉnh điện này, tăng giảm âm lượng, tăng giảm nhiệt độ thứ, nó tập trung hết ở đây. Camry 2.5Q thì thực ra các bác mua về cũng ít khi các bác lái trực tiếp, mà phần lớn là có người lái cho các bác luôn, ngồi đằng sau thoải mái hơn đằng trước, rộng rãi êm ái lắm. Ở trên khoang cabin thì các bác sẽ có những cái nội thất tiện nghi sau này. Thứ nhất là toàn bộ nội thất của các bác là ốp gỗ hết, từ vô lăng này, những cái cửa gió điều hòa này, đấy, hay là táp bi cửa. Rồi. Ngoài ra thì các option khác ví dụ như là nhớ vị trí ghế này, hai vị trí 1, 2, toàn bộ ghế lái và vô lăng này thì chỉnh điện hết. Em sẽ đèn nổ nhá. Start-stop khởi động thông minh thì cũng được trang bị rồi. Trợ lực điện rất là nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Màn hình 6.2 inch, có khá đủ các cổng kết nối nhá, Bluetooth, audio các thứ là đầy đủ hết. Đấy, điều hòa này, 3 vùng độc lập, 3 zone luôn. Mát lắm, điều hòa Camry chả chê làm gì. Số tự động 6 cấp. Cổng AUX, USB đầy đủ hết. Rồi. Rõ ràng là đây không phải là một chiếc xe với những option quá hiện đại, nên là các bác sẽ thiếu đi một số các tính năng, ví dụ như là màn DVD có kết nối Android này, hay là cửa sổ trời, hay là cruise control. Thì những cái đó các bác hoàn toàn có thể cân đối trong quá trình mình sử dụng có thật sự hữu ích hay không. Một lần nữa em Nghĩa xin phép nhắc lại nhé, Camry 2.5Q 2013 biển tỉnh, chạy 7.2 zin, giá chào bán là 695 triệu. Và rất mong các bác dành thời gian để ghé qua Việt Nhật Auto số 89 Trần Thái Tông để xem trực tiếp mẫu xe này. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, ấn nút chuông để cập nhật những chiếc xe mới nhất chuẩn bị về cửa hàng nhé. Cảm ơn các bác.